Rồi bây giờ em tới cái vị trí bất động sản giới thiệu đến cô chú anh chị ngày hôm nay rồi ha. Thì cái nhà xưởng cô chú anh chị ha, căn bán thì vô em quan sát rồi, rất là đẹp. Thì hiện tại tất cả rào đã xây quanh hết đó. Cái này là người ta mới cho thuê xong, người ta trả lại rồi chủ căn bán luôn cô chú anh chị ha. Thì cái chiều dài này nè, từ trên xuống dưới là 50m. Cái chiều ngang này nói qua tới bên kia là khoảng 33m của chú chị ha. Thì tổng hết cái diện tích cái lô đất này nó 1.600m². Thì hiện tại có 1.000 thổ cư được của chú chị ha, còn lại 600 là cây lâu năm đó. Thì bây giờ em mời cô chú anh chị mình vô xem tham khảo ha. Ở đây thì nằm ngay khu dân cư đó, cách đường nhựa pháo binh là khoảng chưa được 100m của chú chị ha. Phía sau mình còn cái chợ tổng ha, cái đây là còn có giếng nước đó, trên bán sói nước thả xuống ha. Trước hết mình xem bên ngoài của chú chị ha. Ở đây cũng có trụ điện, bình điện riêng của mình nè đó. Nói chung thì cái xưởng này bán giá rẻ của chú chị ha, không có cao. Tại chi phí nhà xưởng kéo dây điện cắt kiểu thì còn hết mấy tỷ rồi. Đó, thì chủ xây cũng chừa khoảng mấy tấc các cô chú chị ha, 4-5 tấc gì đó. Đất mình em xem qua xong quan sát rồi, đâu đây không có màu mã gì hết. Cái này cô chú anh chị mình có tài chính thích hợp để kinh doanh, để thuê, nói chung là làm gì cũng được đó. Hiện nay ta thuê xong ta mới trả xưởng cho chú chị ha. Xưởng toàn còn mới xanh đó. Thì tất cả hệ thống mình là xài cửa cuốn của chú chị ha. Đây cửa cuốn này. Thì hiện tại em thấy ở đây có hai cái văn phòng, có máy lạnh đó, để cho quản lý ha. Đây vô đây trước, bên đây chắc nhà tắm vệ sinh thôi. À, tắm vệ sinh của chú chị ha. Rồi, hai cái văn phòng. Bên đây cũng vậy, bên đây để phòng họp ha, có máy lạnh đầy đủ ha. Cho cô chú anh chị xem phía sau nữa ha, là ok. Thì mới hôm qua thì khách cũng có lên đây trả giá chủ rồi của chú chị ha. Đó, ở sau mình nó trống như thế này. Bên đây mình cũng có nhà vệ sinh, hai cái nhà vệ sinh. Thì cái giá bán mong muốn của chủ là 6 tỷ của chú chị ha. Thì hôm ngày hôm qua thì cũng có mấy khách ở Củ Chi lên trả rồi, là trả là thật sự 5 tỷ nhưng mà chủ không bán. Thì bây giờ em lên đây chào đến cô chú anh chị gần xa, đó là chủ cần bán nhanh bán lẹ là 5 tỷ rưỡi của chú chị ha. 5 tỷ rưỡi, đúng ra em chào 6 tỷ, anh em ngày qua hôm nay là chào 6 tỷ không, mà bây giờ em chào 5 tỷ rưỡi anh em chửi em, cho nên là bây giờ chỉ có anh chị cô chú mình xem kênh YouTube thì em đăng lên kênh YouTube ha, là hết nhà xưởng này là 5 tỷ rưỡi của chú chị ha. Đó, chủ báo 5 tỷ rưỡi là không thương lượng nữa của chú chị ha. Nhanh
Nhà đất Tây Ninh TV gọi là chào thân ái đến cô chú anh chị gần xa. Hôm nay em có một cái bất động sản cần giới thiệu đến cô chú anh chị mình xem tham khảo. Thì hiện tại em đang đứng ở đây là mặt tiền nhựa quốc lộ 22 đường Xuyên Á của chú chị ha. Thì con đường này nó nối liền từ thành phố Hồ Chí Minh và cửa khẩu quốc tế Mộc Bài chú chị ha. Đó. Và trung tâm thị trấn Gò Dầu. Thì tới dòng xe Gò Dầu mình quẹo tay phải về thành phố Tây Ninh đó là quốc lộ 22B của chú chị ha. Còn con đường này là quốc lộ 22 đường Xuyên Á, nó thẳng tới cửa khẩu quốc tế Mộc Bài của chú chị ha. Thì hướng này mình về cửa khẩu Mộc Bài. Thì từ vị trí này mình lên đó khoảng có 1 km thôi, khoảng cái 1,5 km thôi. Đó tầm khoảng đó của chú chị ha, là đụng dòng xe Gò Dầu ha, quẹo phải về thành phố Tây Ninh cũng như núi Bà Đen. Đó tòa thánh Tây Ninh, quẹo ra trái. Thì mình về cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thì tầm khoảng 8 km của chú chị ha. Đó. Rồi, hướng này ngược lại là mình về trung tâm thị xã Trảng Bàng của chú chị ha, cũng như Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh ha. Rồi. Bất động sản giới thiệu của chú chị mình ngày hôm nay là con đường này ha. Con đường này gọi là đường cầu sau. Thì con đường cầu sau này nó nối liền từ quốc lộ 2 qua con đường Hồ Chí Minh của chú chị ha. Thì đường Hồ Chí Minh bây giờ đang làm cái đoạn từ 782 DT 782 khu nghiệp Phước Đông á, nó qua tới con đường này đang làm khởi công ha cô chú chị ha. Đó, thì con đường này nó chạy đụng đường Hồ Chí Minh luôn. Đó. Thì cái lô đất mình nó nằm một sẹt đường này vô cô chú chị ha. Một sẹt đường này vô, bây giờ mời cô chú anh chị mình theo em tham khảo ha. Thì hổm rày giờ cô chú anh chị mình ở khu vực Củ Chi tìm những cái lô đất như thế này thì rất là nhiều, bây giờ có rồi. Để quay lên chào cô chú anh chị ha. Em còn không nhớ ai. Thế là để quay để chia sẻ cô chú anh chị mình đủ duyên, đó, đủ tài chính mua được cái bất động sản này ha. Em xin nhắc lại ha, con đường này là con đường cầu sau hơn cô chú chị ha. Đường cầu sau. Sớm đồng. Thì từ vị trí em đứng ngay ngã ba đó, mình chạy khoảng 100m nữa mình cũng có một sẹt y vậy luôn, là vô ngay bệnh viện Xuyên Á chú chị ha, chợ đầy đủ tiện ích trong đây. Thì cái lô đất của mình ở đây cũng đây, cũng gần bệnh viện Xuyên Á của chú chị ha. Đây là bãi cát đá của chú chị ha, chạy thẳng luôn đụng đường Hồ Chí Minh. Bây giờ mình quẹo trái, con đường này là con đường pháo binh của chú chị ha. Đường pháo binh, thì con đường pháo binh này nó nối liền với con đường từ cầu, con đường cầu sau này nó giáp qua kia con đường Hùng Dương của chú chị ha. Đường Hùng Dương là nó ngay dòng xe Gò Dầu đi thẳng về khu công nghiệp Phước Đông, cũng như là đường nhựa lớn DT 782 ha. Thì em quay vậy á, nhiều khi bị rối, nhưng mà cô chú chị mình xem đường xá và dân cư á, đó còn cần thông tin thì em sẽ đưa lên bản đồ quy hoạch cho cô chú chị mình xem, hoặc là cái vị trí Google Maps ha. Hiện tại con đường pháo binh bây giờ ở đây cũng đang bán về giá 300 triệu một mét ngang của chú chị ha. Đó, bên Xuyên Á ở gần đất của mình ha, chú chị ha. Đang chạy bút để tới đây trống rồi phóng lên cho chú chị xem. Đường pháo binh đây, bệnh viện Xuyên Á sát bên của chú chị ha. Đó, thì xung quanh đây rất bán đất rất là nhiều, Sài Gòn mua rất là nhiều. Đó.
rồi đầu đường có mã. Vị trí bất động sản mình nằm một xẹt đường nhựa pháo binh chú chị ha, là khoảng 100 m. Đây phải không? Rồi. Hết khu kho nhà xưởng này cô chú chị ha. Diện tích là ngang 35 phải không? Ngang 30, 15, dài 50. Ngang 35, dài 50.